and a half an hour. Trong giải viên vẫn bán phân Ngô Thế Anh. Trận đấu Dương Ngô Thế Tiến Nhi từ thế góc cầm đỏ gặp Hồ Như Anh và Bắc Ninh. Các đoàn chúng ta chuẩn bị cho đầu tiên mình chú đáo và không để trong vào trường hợp vào trong sân quay ra. Trận đấu bắt đầu. Yeah!
hết giờ hai viên lý tất cả của quả. Sau hai trận đấu với số điểm 5/1 của nguyên gốc cầm đỏ, đoàn chủ nhân thế đã buộc